các cuộc đình công phản đối cải tổ hưu bổng hôm 10 tháng 12 khiến các trường học đóng cửa và gây sáo trộn lưu thông xung quanh nước Pháp. Dù số lượng tham gia biểu tình dường như có giảm so với tuần trước, giáo viên, bác sĩ, công nhân đường sắt và nhân viên các lĩnh vực công tuần hành ôn hòa qua các thành phố trên khắp nước Pháp. Xe cộ lưu thông bị trở ngại trong ngày đình công thứ 6 chống lại kế hoạch cải cách hưu bổng của tổng thống Emmanuel Macron hàng chục trường học bị đóng cửa, các hãng hàng không hủy 20% các chuyến bay và các nhà máy lọc dầu ngừng phân phối. Cùng với Paris, Lyon, Marseille, các thành phố lớn khác cũng diễn ra các cuộc đình công lớn. Tại lên, học sinh trung học đối mặt với hơi cay của cảnh sát. Công đoàn kêu gọi mọi người chia mũi dùi vào Tổng thống Macron trước ngày chính quyền của ông công khai các đề nghị cái tổ. Ông Macron quyết tâm tối giản hóa hệ thống gồm hơn 40 chương trình hữu bổng cùng cấp các phúc lợi rộng rãi nhất nhì trên thế giới phía công đoàn cũng không tỏ dấu hiệu lùi bước trong cuộc đấu tranh của mình